lên bên Lý Trung Hiếu, một cú sút của Lý Trung Hiếu. Wow, Khánh Bèo đã ghi bàn. Rồi, xin chào anh em. Dịch sắp trở lại rồi anh em ơi, nên ra mình làm trận banh cuối cùng trước khi nghỉ dịch đợt 2, để xem trận banh này của Lê Minh FC có ai. Đây, nhân vật đầu tiên. Ây cha, Kim Messi. Này đá không Messi? Chắc không rồi. Bị sao không đá? Yakite hôm qua đá chơi sân 7 gặp ảnh. À hôm qua đá, hôm qua đi đá chơi ở đâu đó bị người ta đốn. Giờ đau rồi, không được đá. Giờ mình cũng đau nha mấy anh em. Mình đang đau cổ chân, mình cũng không được đá đâu. Đó, mình cũng không đá đâu. Giờ để mấy anh em đây đá. Đó, em đầu tiên mình có thể thấy ở đây đó là Khánh Bèo. Mới cắt tóc. Hết 150. Quỳnh Mi Lai. Mi Lai kêu rồi lên clip mà. Đó, hôm nay ghi bàn đi cho lên clip nha. Ok. Đỗ Kim Thái. Em của Đỗ Kim Phúc. Huyền thoại luôn. Anh chưa biết tên em. Anh tên Quân à? Quân hả? Dạ. Dì Quân ta? Quân Di Quân hả? Dạ. Ok, trẻ mới của Lê Minh nha. Ngọc Lanh. Hay quá em ơi. Bộ kiến tạo hay quá. Ô, oh, Trường Sơn chưa có clip nữa. Chờ clip của Trường Sơn lâu quá. Lâu quá, mấy bạn hỏi quá trời kìa. Mấy bạn hỏi quá trời hả? Để tranh thủ làm nha. Ô, oh, Hoàng Quân, chân trái siêu dị. Hoàng Quân thần tượng ai Hoàng Quân? Messi. Messi à? Đã có Kim Messi, giờ thêm Quân Messi nữa. Mệt quá. Ô, oh, Kim Haya, lâu quá gặp Kim Haya. Nay trở lại rồi Kim Haya. Chuẩn bị trốn tiếp, dịch tiếp. Chuẩn bị trốn dịch tiếp hả? Anh em mình tạm xa nhau tiếp. Tao chuẩn bị tạm xa nữa hả? Ê, nghe nói là mỗi lần dịch là mình sẽ lên quận 12 mình quay bạn đá tiếp đúng không ta? Ô, oh, Chán Hối. Ủa nhưng mà sự tích tên Chán Hối là gì vậy thôi? Ủa lỗi, giờ Chán Tịnh Torres hả? À, mọi người biết Tịnh Torres là gì? Tịnh Torres đặt tên cho Chán Hối nè. Ê, Thu Môn Bé Chí. Bữa giờ chụp nhiều không em? Tập thôi chứ có chụp anh. Tập thôi, không được chụp. À, lát nữa sẽ được chụp. Gì đâu mà, đúng không? Đây, mọi người hỏi Hậu Đờ Gia rất nhiều. Nay Hậu Đờ Gia đã xuất hiện lại trong một trận giao hữu. Tài ca. Và đây, Tài Siêu Mune. Khởi động banh tí xíu. Rồi chuẩn bị bước vào trận thi đấu giao hữu với lại Sacombank. Đang khởi động phía bên kia. Đây là sân băng Bình Dương của ta. Từ Bình Dương lên đây đá với lại Lê Minh FC trong trận giao hữu hôm nay. Rồi mọi người đừng hỏi tại sao mình không đá nha. Tại vì mình là restyle football, mình không có đá bóng thường xuyên đâu. Với lại mình đang bị chấn thương, không có thể đá bóng nhiều được. À, lâu lâu rồi chân khỏe tí thì có thể đá vài trận để quay clip cho anh em xem. Chứ còn giờ thì đang đau thế này, không có đá nhiều được. À, và cái này là mấy anh em đem bên FC thì mấy anh em chuyên về phổi, chuyên về đá nông, chuyên về đá sưng phổi thì để mấy anh em đá nhiều hơn, chứ còn mình thì mình đá vui biểu diễn skill xỏ hán rồi tân banh biểu diễn các kiểu thôi, chứ mình không thi đấu là nhiều. Lâu lâu mình làm clip đi thi đấu thì cũng là giải trí mồ hôi up cho anh em xem giải trí, chứ không phải là đích của mình là view clip là đi đá banh giành chiến thắng. Đối với mình là đá banh sức khỏe, nghệ thuật, vui vẻ, lấy mồ hôi giải trí. Còn đây, những trận cầu đỉnh cao mình sẽ gửi cho anh em xem. Mà lâu lâu có thể mình sẽ đá cùng với lại Lê Minh FC và cùng với Kim Messi ở những trận cầu mà mang tính nghệ thuật nhiều hơn. Messi hôm nay có đá không? Không đá thật hả? Hôm qua bị ông... Thôi đừng nhắc tên ổng, ai biết ổng là ai đâu. Nói chung là bị một ông tay đen nào đó. Bự gấp đôi mình các bạn. Bây giờ bự gấp đôi mình thiệt luôn. Hất, mình phải nhìn lên. Hất một cái nằm đóng luôn. Rồi vậy chân bị gì biết không? Đau đùi hả? Đau đùi hả? Căng cơ đùi. Nha, bị đốm vô đây đúng không? Rồi thôi giữ sức khỏe. Nay làm gì Messi? Chờ anh Bèo. À vậy anh nay làm trợ lý huấn luyện viên tiếp hả? Bài kia có một trợ lý huấn luyện viên cạnh tranh vị trí trực tiếp với lại kia Messi. Đó là Huy Mập.
ông bạn đó không có làm trợ lý các bạn, nó chửi đã chửi mà. Ok rồi, mọi người khởi động một tí rồi sẽ vào trận đấu, mọi người cùng chờ xem nhé. Mỗi vòng tập gì ha, có bóng ngoài biên, bên đây chung bãi đá bên kia chung trái, rồi vô đường bốn đá gì nói quay cắt làm đi. Ok, thấy đúng không, khó quá, cắt cùng bên trên bên kia đó, cảm giác luôn góc nghiêng hoàn toàn do có bóng ta mà lùi cái đẩy gần tới đá ha. Khi bóng thấy đối phương lên gần lại mình chạy lóc, còn ta đứng xa các bạn thấy đây ha, bóng ta đi môn mình nghe cho ngôi sao trên sân cỏ dễ thương quá vậy, ủng hộ để mình ui chà, trận banh bắt đầu rồi. Chuyển hai gia, wow, ta có thể thấy ở đây là cái cuối không qua, không thấy được luôn. Chị Hà Gia lấy được bóng rồi, một cú chích mũi ra ngoài. Chị Hà Gia và lắc nó ngoài rất hay. Thanh Bèo trả về, cú dứt điểm của Kim Thái rất căng, rất tiếc bóng lại bay ra ngoài. Để được bóng chọc lên Lý Trung Hiếu, chân trái cú sút ngay thủ môn, phải góc cho Lê Minh FC. Cú sút của Kim Thái cú dứt mũi ra ngoài. Lý Trung Hiếu, Thanh Bèo, một bàn rất nguy hiểm không vào. 1-1 với lại Hậu Đờ Gia, không chiến thắng được Hậu Đờ Gia trong tình huống vừa rồi. Một cú sút Lý Trung Hiếu, và phòng ngự rất tốt của Hoàng Quân. Và bọc lót rất tốt của Tuấn Phát. Wow, cú sút rất mạnh của cầu thủ số 18, nhưng mà Hậu Đờ Gia rất cảnh giác. Wow.
bóng. Hậu đội kia vẫn thể hiện một phong độ rất xuất sắc từ đầu trận đến bây giờ. Hậu đội kia chờ đợi gọi là pin sút, một cú sút của Taika. Cú sút của Phi Cội. Mỹ Lai. Kiên Hà Gia. Tài ca. Mỹ Lai. Chân trái rất dị. Trả về cho Kiên Hà Gia. Vẫn là Phi Cội phạm lỗi. Mỹ Lai. Kiên Hà Gia. Mỹ Lai. Làm gì đây? Chân trái. Chuyền ngang cho Tài ca, một cú dứt điểm. Chung cầu thủ áo xanh. Pha bọc lót rất tốt của Milan. Cú sút Milan. Chuyền hai da. Nhặt bóng vô giữa. Rất khéo. Phía cuối. Cú đặt lòng. Tài ca. Chân trái, một cú sút rất mạnh của Tài ca. Tuy nhiên bóng bay hơi cao. Mỹ Lai. Kiên Hà Gia. Mỹ Lai. Một cú sút chân trái. Sút rất mạnh, bóng đi sệt và hiểm. Tuy nhiên thủ môn đội bạn đã kịp cảnh giác. Lành. Lý Trung Hiếu. Khánh Bèo thì đẻ tốt. Mỗi lần banh tới chân Khánh Bèo là không ai lấy được hay sao ấy. Tiếp tục là Khánh Bèo. Chuyển hướng rất nhanh của Hoàng Quân. Khánh Bèo pha vẫy má ngoài. Đội bạn Thủy. Đây là trọng tài Nguyễn Anh Sĩ. Chữ sân K34. Mấy khi được cho lên sóng. Không vào. Lên banh Lý Trung Hiếu. Một cú sút của Lý Trung Hiếu. Wow. Khánh Bèo đã ghi bàn. Trước đó một cú sút rất mạnh của Lý Trung Hiếu và Khánh Bèo đã tận dụng tốt cơ hội của mình. Hay quá Khánh Bèo ơi. Có bàn thắng ơi. Rồi, trọng tài Nguyễn Sĩ đã kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Sau khi kết thúc hiệp thi đấu thì trọng tài rất sợ bị đánh nguội hay sao đó, cái dàn vệ sĩ chạy ra. Có dàn vệ sĩ ra cứu hộ. Dễ sợ. Hiệp 2 bắt đầu. Cũng một bé Chí đã vào. Lý Trung Hiếu. Khánh Bèo vẫn còn. Cú sút trúng cột dọc. Hoàng Quân. Lý Trung Hiếu. Pha dứt điểm của Lý Trung Hiếu.
Thầm bèo. Thầm lỗi. Thầm bèo, tì đè. Wow, và phối hợp rất hay giữa Lý Trung Hiếu và Khánh Bèo. Khánh Bèo đã ra rồi. Ở sân là Đỗ Kim Thái, em của Đỗ Kim Phúc. Bé Sinh. Wow, 1-1 với bé Chí. Và dứt điểm rất tốt rồi các bạn. Rất tiếc là lên chơi. Đi đè. Cú sút chân phải. Pha tì đè và sút chân phải của đội Kim Thái rất hay. Gặp lên. Thầm lỗi. Cú sút thẳng ngay vào chỗ của bé Chí. Kim Thái thì đẻ rất hay. Wow. City là có một cú sút chân phải của đội Kim Thái. Sút 13. Và góc. Chụp khe đội Kim Thái. Một pha chích mũi của đội Kim Thái. Bóng lại tìm đến đúng vị trí thủ môn đội bạn. Pha lộn xộn chứ không thành và một pha dứt điểm của cầu thủ áo xanh, một đều. Chị Hai Gia. Đi lại. Đại ca. Mất bóng. Tài ca. Cú sút tài ca. Tài góc. Nghĩa hay da. Từ nghĩa, nghĩa. Và sang người của Phi. Chi ngang, không vào. Mì Lai. Cú dứt điểm của Milai. Góc khá hẹp. Và phòng ngự rất tốt của bé Chí. Ra vào rất hợp lý. Dạ dạ. Và người rất nhanh. Và đá ngang không thành công. Tốt của đội bạn ngay góc già. Thủ môn bé Chí đã bó tay nhưng rất tiếc bóng lại dội sang ngang dàn ra ngoài. Tì đè rất tốt. Cú sút của Lý Trung Hiếu. Ừ.
Thánh Bèo tỷ lệ rất tốt. Chà, Hoàng Quân lấy được bóng rồi. Một cú sút chân trái của Hoàng Quân rất mạnh, tuy nhiên chúng ngay vị trí của thủ môn, vẫn cắt được quả bóng. Thực ra nếu áo xanh bắt tay xin lỗi thì pha này cu Quân đâu có cọc. Bấm vào tay Bé Chí, phản công Lý Trung Hiếu. Wow, không có bàn thắng cho Liên Minh FC và thủ môn đội bạn đã bị trúng bộ hạ. Wow, vẫn không vào. Rất tiếc. Hai hả? Sao hết giờ anh em ơi? Hai phút nữa, tỷ số vẫn là 1-1. Đây là tổ trẻ Lê Minh đã vào lại. Trận đấu ngày hôm nay dành cho tổ trẻ đá khá nhiều. Tổ chính như Đinh Thành, Messi thi đấu hết thôi. Đội chính như khi Messi, Đinh Thành hôm nay là không đá. Cây củi tại ca Milan cũng đá ít. Thủ môn chán hối hôm nay không bắt. Lanh rất nhanh, pha lên bàn rất nhanh của Ngọc Lanh. Lấy được bóng rồi Ngọc Lanh. Tiếng hai hết giờ, tỷ số là 1-1. Mỗi lần hỏi hết giờ là có bảo vệ vô hộ tống liền ta. Trọng tài này là VIP nhất K34 rồi, đỉnh nhất K34. Đá bóng ở đây là không ai sợ. Rồi kết thúc. Ok, kết thúc trận đấu, tỷ số 1-1. Và trận đấu ngày hôm nay là tập dượt cho tổ trẻ của Lê Minh FC để chuẩn bị cho một số giải đấu sắp tới, mà nguy cơ là dịch này, mấy giải đấu nó hoãn hết rồi. Các cầu thủ trụ cột giống như Đinh Thanh, Kim Messi, rồi Chán Hối, Milan, Kihaja, Phi Củi thì hôm nay đá ít thôi, chủ yếu là mấy anh em trẻ giống như là Đỗ Kim Thái, Ngọc Lành 13, Duy Quân đã tập dượt để nâng cao kỹ năng thực chiến của các cầu thủ trẻ. Ok, nếu anh em thấy hay nhớ like và subscribe channel YouTube của mình nha. Sắp tới Lê Minh đá giải nào thì mình đi xe quay giải đó up lên kênh mình và cả kênh của Lê Minh FC nữa. Hy vọng là sẽ không có dịch để có nhiều giải đấu diễn ra. Còn nếu mà dịch bệnh tới thì ok, hẹn gặp lại anh em một ngày không xa, một ngày sau dịch. Bye bye.